Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu thêm là biểu chuyên bán phong lan rừng tại cao bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 ạ hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 12 tháng 12 tháng 1 năm 2023 thì hiện tại đã vào cái tháng 12 rồi ạ, chuẩn bị đến Tết rồi và hiện tại thì bên em đang về những cây lan rất là tuyệt vời luôn mà nụ cực kỳ là đẹp à, để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa tết hoa xuân một cách trọn vẹn nhất cô chú anh chị nhé và giá hôm nay thì những cái giò lan hoa tết hôm nay thì năm nay giá cực kỳ là rẻ luôn cô chú anh chị ạ và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô hoàng thảo vôi ạ cái lô hoàng thảo vôi cái dòng vôi thì về cái độ thơm của nó chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ đó như cái mắt nụ đang bắt đầu lộ rất là rõ rồi và mầm gốc của cô chú anh chị này nói chung ở đây là cái thời điểm vàng của cô chú anh chị mình ghép những cây lan thân thòng thưởng thức hoa trọn vẹn và cái dòng hoàng thảo vôi hôm nay em xin phép được bán với giá là 100... 70.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị, chị nhé Em bán ngay từ 0,3 kg đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan phượng vĩ này cô chú anh chị này. Cái dòng lan phượng vĩ này thì thực sự là dễ thuần dễ chăm vô cùng. Mà với những cần hoa vươn cao đỏ rực rỡ nên là khi mà cô chú anh chị sở hữu một cái giò hạt phượng vĩ như vậy thì đến mùa hoa À, đến mùa hoa thì sẽ đúng thực sự là uh, Sẽ là một cái góc trời đỏ với cái sắc hoa đỏ rực rỡ luôn Em đang bán với giá ở đây chỉ có 90.000 cho 1kg một một dòng lan phượng vĩ này thôi Cô chú anh chị nhé Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái cây uh, sơn thủy tiên ạ à. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái giả hành tròn vo Căng mập, uh, căng mập Rất là xinh đẹp như thế này Đó, đẹp à, những cái mắt nụ nó bắt đầu rộ rất là rõ như thế này rồi Và những cái cây sơn thủy tiên hôm nay Em xin phép được bán với giá chỉ có 1 kg là 100 bảy mươi nghìn thôi cho một kg nhé của chính chị nhé và riêng dòng sơn thủy tiên hôm nay em đã bán ngay từ 0,3 kg đi ạ với 0,3 của chính chị mình có một cái giò lan sơn thủy tiên rất là xinh đẹp luôn cái giả hành tròn vo và ngắn ngắn tròn tròn rất là xinh luôn sau bên này đây sẽ là cái dòng giá hương tam bảo sắc một cái dòng hàng quốc dân mà em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị chơi lan nào trong sân vườn cũng không thể thiếu đúng không ạ bởi vì cái dòng tam bảo sắc này thứ nhất là hoa vô cùng thơm Đó có thể sánh với cả hoàng nhạn luôn cô chính chị ạ cái thứ hai nữa dễ thuần dễ chăm và cái mùa này là mùa hanh khô nên là cây nhìn có phần tóc nước nhé cô chính chị nhé nhưng mà cô chính chị yên tâm cho em nó là cái mùa ghép đẹp trong năm luôn ạ à. ờ, chỉ gần một tháng nữa thôi năm nay lập xuân trước tết nữa nên là gần một tháng nữa thôi là đã sang xuân rồi đó nên là những cái cây lan này cô chính chị về ghép là chắc chắn sẽ phát triển cực kỳ là mạnh và cho những cái bông hoa thật là tuyệt vời ở mùa xuân còn bên này đây thì em đang có những cái dáng hương đuôi trồn này mùa này đuôi trồn cũng vậy cô chú ý chị ạ. Thậm chí sau Tết còn không có hàng luôn bởi vì nhà vườn người ta cho vào vườn quá nhiều ấy ạ. dáng hương đuôi trồn thì em đang bán là 160 000 nghìn trong kg. Cây cũng rất là tóc nước và rất là cụp lá như vậy. Em bán ngay từ 0,3 kg. Hàng này cô chú ý chị mua siêu lợi cân luôn. Và sang bên này đây thì em đang có những cái cây uh, kiếm đỏ bắc đô đấy ạ. Dòng kiếm đỏ bắc đô thì với cái sắc hoa màu đỏ À, với, với những cần hoa vươn cao và uh, cái mùi hương thơm thì một mật ngọt rất là quyến rũ luôn em đang bán kiếm đỏ bóc đô này với giá 90.000 và thời điểm bây giờ là dòng kiếm đỏ đã bắt đầu là nhú nụ nhé cô chú anh chị nhé đây với cái tầm nụ như thế này thì cô chú anh chị được thưởng thức hoa gọi là, 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 là trọn vẹn luôn đấy ạ 90.000 cho 1 kg dòng kiếm đỏ bắc đô này thôi. Và sang bên này đây thì em đang có dòng lan à, hỏa hoàng cam nhé của anh chị nhé. Dòng hỏa hoàng cam em bán với giá 270.000 trong 1 kg. Em bán ngay từ 0,2 kg rồi đấy ạ. À, nói chung cái mùa này thì là cái mùa hanh khô nên là những cái cây lan thân đơn thân này nó có phần là hơi tóc lá nhưng mà nó là cái mùa ghép đẹp nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái cây đùi gà cô chú anh chị ạ. À đây là dòng kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng chứ. Thân nào thân đấy mướt mượt mượt, cắt tỉa kỹ, đẹp như thế này này cô chú anh chị. Có những cây thân đã bắt đầu là nhú nụ rất là lớn, sưng đất nụ rất là lớn rồi. Và kiều tím miền trung thì chưa bao giờ cái giá rẻ đến như vậy luôn. Đó, hàng đẹp, rất là đẹp. Với giá chỉ có 290.000 trong kg thôi cô chú anh chị nhé. Và riêng dòng kiều tím miền trung thì giá của nó chưa bao giờ dưới 300 đâu cô chú anh chị ạ. Và em nghĩ rằng là chắc chắn một điều rằng không nơi đâu người ta bán giá dưới hai dưới 300 000 một kg dòng kiều tím miền trung kiều hồng đây cô chú ý chị và sang bên này đây thì em đang có hai kg đùi gà dẹt rất là xinh đẹp luôn riêng cái dòng đùi gà dẹt thì bình thường ạ à, em đang để giá ở đây em sẽ bán với giá là 180 000 trong kg hoặc cô chú ý chị mua theo lô cũng được cô chú ý chị nhá cái dòng đùi gà dẹt bây giờ đang nhú nụ này đó cô chú chị thấy đấy ạ à, Nói chung ấy dòng đùi gà thì bình thường nó đã nở rất là sát Tết rồi à, Năm nay thì lại tiết đi sớm như vậy nữa Nên là à, chắc chắn rằng những cái bông gà dẹp này có thể cho hoa Tết à, rất là cao à, Đang cây đang lú nụ rất là đẹp Nụ này thì cô chú anh chị thấy là đóng gói vận chuyển chưa đến mức độ là hỏng Bởi vì nó mới bắt đầu là nhú như vậy thôi à, Cô chú anh chị có thể mua theo lô hoặc là mua theo cân cũng được thì Ở đây em đang có cái lô này gọi là cái lô số 1 đi lô số 1 đi Với giá em bán là 95.000 cho lô số 1 Và lô số 2 đây ạ Lô số 2 với giá tiền là 90.000 Nói chung là lô nào cũng rất là đẹp luôn Và sau bên này đây thì em đang có cái phần Đây là cái uh, cây lan Gì đây nhỉ? Long tu đá hoa tím của chính trạng Dòng long tu đá hoa tím nhá nó không phải như long tu đáo hoa trình, trắng nội, bông hoa to đấy, sắc hoa tím hồng và cái họng vàng rất là xinh cả cái lô này em bán với giá luôn là 40.000 mươi thôi cô chính chị nhé 40.000 mươi thôi ạ à. à, Cô cô chính chị có một cái dòng lan đẹp luôn và bên này sẽ là cái dòng lan hoàng thảo thập hoa cả một lô rất nhiều như vậy em để giá là 50.000 mươi này Trong kiều tím miền trung thì ngoài cái hàng bán theo hình ở đây hàng kg đẹp mướt như vậy ở đây thì em đang có những cái dề mà em đang bán theo hình nhé cô chính chị nhé cô chính chị mình cũng có thể chọn lựa hàng theo hình cho em đó, cô chú anh chị mình kỹ càng có thể chọn theo hình ở đây cho em Em đang có hình này em gọi là hình số 6 đi cô chú anh chị Nguyên một dề luôn ạ à. Và riêng hàng dề thì nó gần như là cái hàng thuần luôn Nói chung là hàng mùa này thì cô chú anh chị ghép khỏi phải, phải lăn tăn vấn đề gì luôn Chơi hoa trọn vẹn, mùa ghép đẹp Em bán cái dề này với giá là 190.000 cho cái dề này cô chú anh chị nhé Gọi là hình số 6 đấy ạ à. Và cái hình tiếp theo sẽ là hình số 5 này cô chú anh chị này Hình số 5 cho em Hình số 5 này cũng nguyên một dề luôn ạ à đẹp mộng mơ luôn 160.000 Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 4 ạ Hình số 4 190.000 À 180.000 ạ à. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3 đây Dề, một cái dề thân mập nù ú luôn Đó, tươi roi rói đẹp như này Với giá là 190.000 nhé Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số hình số 2 này Hình số 2 một lô với cả hai dề Với giá bán 160.000 Và hình số 1 ạ à, 100. 60.000 cho cả một lô này với cũng là với 3 giây. Đó, giả hành căng mướt cực đẹp như vậy. Và sang bên này đây sẽ là những cây hồ điệp nhá. Cái dòng hồ điệp thì uh, bây giờ cô chú anh chị mình sẽ thưởng thức hoa. Từ bây giờ cho đến Tết luôn, không biết là cô chú anh chị chơi uh, chơi chơi hoa thì uh, có quan niệm như thế nào về cái chơi hoa Tết? Nhưng em nghĩ rằng là với những ngày mà cận kề Tết như thế này, mình có những cái giò lan trước rồi để mà trưng những ngày uh, trước Tết như vậy, thì uh, em nghĩ rằng là tạo cái một cái cảm xúc, một cái uh, một cái um, một cái cảm xúc để mà uh, chào đón một cái năm mới thực sự nó rất là tuyệt vời luôn, đúng không? Ạ? Và những cái cây lan này thì cô chú anh chị lấy từ bây giờ thưởng thức hoa. Đó, xuyên hết Tết chưa tàn cô chú anh chị nhé. Những cây hồ điệp với những bông hoa cánh hồng rất là xinh đẹp. Hồng lưỡi đỏ rất là xinh đẹp và một chậu sẽ là hai vòi bông. Đó, và cần hoa phân nhánh đẹp như vậy. Em đang để giá có 90.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị mình có thể lấy một chậu để trong phòng khách. Hay là để trên bàn làm việc cũng rất là xinh rồi. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng là cô chú anh chị lấy giúp em ba chậu đi ạ là cô chú anh chị mình nếu mà để trong phòng khách ấy, cô chú anh chị chỉ cần lấy cho em ba chậu thôi là cô chú anh chị mình có một cái giò lan thực sự rất là sang chảnh, rất là tuyệt vời luôn rồi. Đó, với số tiền chỉ có hơn 200 000 thôi cô chú anh chị ạ. Với đã được ba cái chậu hồ điệp với 6 vòi bông, cô chú anh chị để vào một cái chậu quá là xinh luôn. Đó. Và bên này là những cái cây mà cái dòng hoa cánh trắng và lưỡi vàng nhá. Thì cái dòng này em để giá là 80 000 cho một chậu này cô chú anh chị này. Trắng lưỡi vàng Riêng nghĩ rằng hồ điệp này thì cô chú anh chị biết rồi, siêu bền hoa, độ bền hơn 2 tháng nên cô chú anh chị mình yên tâm cho em. Hiện tại cây đang bắt đầu là nở những cái bông đầu tiên ở bên dưới, à, bông gốc đầu tiên thôi. Đó. À, và rất là bền nên cô chú anh chị mình yên tâm cho em thải thoải mái thưởng thức hoa hết Tết chưa tàn nhé. Cái này thì em có hai lô thông đất hay còn gọi là dâu rồng đây ạ. Hai cái lô thông đất này, cây thông đất thì à, nói chung là à, một cái cây mà cô chú anh chị của mình có thể trồng làm tiểu cảnh này, và ngoài cái tác dụng tiểu cảnh thì cái cây thông đất này nó có thể mang đến cái tác dụng dược liệu rất là tuyệt vời đó là có thể giúp mình hỗ trợ và điều trị bệnh theo não của tuổi già rất rất là đắc lực luôn đấy ạ à, ngay cả những người mà chưa có bị bệnh làm sao đâu ạ thì mình cũng có thể uh, sử dụng những cái cây thông đất này để mà đun nước uh, uống chẳng hạn như vậy thì nó cũng sẽ giúp mình cái duy trì tăng cường cái trí nhớ rất là tốt và cái dề thông đất rất là to này, nguyên một dề luôn cô chú anh chị nhá. Em bán 110.000 và chỗ lô bên này thì có vài dề đấy ạ. cực đẹp luôn. Với giá 70.000 thôi. Sau bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái giỏ sơn thủy tiên rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị. Giả hành căng mướt ạ. À. Ngắm lá thôi, lá bóng bẩy, giả hành căng mướt và hàng đã trồng thuần sẵn trong chậu rất là lâu như thế này rồi nhá cô chú anh chị nhá. Đó có những cái mắt nụ đã sưng rất là lớn đấy ạ. Đây cô chú anh chị nhìn này, rất là đẹp luôn. Và một cái chậu sơn thủy tiên xinh đẹp như thế này em đang để giá là 170 000 cho 1 kg. Tức là một cái giò sơn thủy tiên này nó bằng giá của 1 kg sơn thủy tiên hàng kg đấy ạ. À, còn sang bên này đây thì cô chú anh chị cùng em ngắm những cái cây năm cánh trắng họng hồng. À, em nghĩ rằng là đây, những cây này thì chắc là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa trước Tết một chút xíu đúng không ạ? À, tạo một cái không khí đầy hào hứng cho một cái năm mới đây cô chính trị nụ xanh biêng biếc như thế này đó chuẩn hoa luôn cô chính trị nhá riêng dòng này thì hoa rất là thơm à, nổi bật cái cành cái họng cái cái họng hồng nổi bật trên nền năm cánh trắng rất là tuyệt vời luôn thì một cái giò năm cánh trắng họng hồng như vậy ạ à, với một chậu mà có ba thân hoa em xin phép bán 90 000 thôi cô chú anh chị nhé. 90 000 cho một chậu thôi ạ. Còn những cái chậu mà có hai thân hoa này, em để giá là 80 000 Cô chú anh chị mình có muốn có một cái tác phẩm đẹp, cô chú anh chị hãy lấy cho em tầm 2 cho đến 3 chậu đi ạ. Số tiền chỉ hơn 200 000 thôi. À, cô chú anh chị có một cái tác phẩm đẹp ưng ý nhé cô chú anh chị nhá. Năm cánh trắng họng hồng cô chú anh chị nhìn nụ uy tín chưa ạ? Đó, nụ đều tăm tắp như thế này đây ạ, cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan năm cánh trắng họng hồng đi ạ. đi ạ. một cái chậu này rơi vào khoảng tầm 4 năm thân gì đó nhé cô chú anh chị nhá. Có một cái giò lan tuyệt vời như thế này. Đấy thì hiện tại em đang để một cái chậu lan với ba thân chỉ có giá là 90.000 thôi, tức là bằng hơn một bát phở ngon của cô chú anh chị thôi ạ là có mình có một cái giò lan với ba thân hoa rồi chậu hai thân chỉ có 80.000 thôi cô chú anh chị nhá rồi à, sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan dendro cô chú anh chị ạ cái dòng đen thì hoa cũng rất là bền với mùi hương thơm nhẹ nhàng và cô chú anh chị nếu như sở hữu những cái giò lan đen này thì cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa từ ngay bây giờ cho đến hết tết nhá cô chú anh chị nhá đến bây giờ cho hết tết đây đang có những bông hoa bói đầu ngọn nó đang nở này và trên rất là trên các cái thân còn lại đang siêu nụ như thế này đấy ạ Dạ cô chú anh chị nhìn cho em ạ à. Đó Mỗi một chậu lan như vậy sẽ rơi vào ít nhất là 4 thân Mà đang siêu nụ như thế này Em đang để giá có 110.000 cho một chậu thôi 110.000 thôi cô chú anh chị nhé Mầm gốc thì cũng đang bắt đầu là bắn chi chít luôn Và trên thân thì đang rất nhiều nụ như thế này Với những cái nụ này thì chắc chắn rằng là sẽ nở rộ Khi mà những ngày cận kề Tết đến là chắc chắn nó sẽ nở rộ rất là đẹp luôn rồi đó, có 110 000 trong cho một giò thôi ạ. À. Và tiếp sang bên này đây là một cái dòng lan cũng là dòng Dendro và cái dòng này thì sẽ là cái dòng hoa tím nhá, chính chị nhá. Em nghĩ rằng là với cái mặt bông Dendro tuyệt vời như thế này ạ à, thì 10 cô chú anh chị nhìn thấy cái mặt bông thì cả 10 đều muốn sở hữu nó. Mặt bông của nó tím thậm chí tím hơn cả mặt bông của cây kèn nhá, chính chị nhá. Tím và thêm khuôn bông hoa bầu tròn. ờ à, và rất là bền hoa thì thời điểm bây giờ một cái chậu lan như thế này này rất là nhiều thân luôn ạ cô chú anh chị thấy ạ có những thân đã bắt đầu là nhú chi chít là nụ như thế này rồi đây và một cái giò lan như vậy rơi vào bảy tám cái thân hoa luôn ạ Em đang bán với giá chỉ 170 000 thôi cô chú anh chị nhé Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc cô chú anh chị nhắm ngắm cho em. Riêng những chậu chuỗi ngọc ạ, à, không chỉ có đẹp hoa đâu cô chú anh chị mà ngay từ cái thân của nó cô chú anh chị đã thấy là rất là tuyệt vời đúng không ạ? Với những thân thắt đốt sáng bóng như những hạt ngọc luôn. À, có những thân đã bắt đầu là nhú nụ rồi, có những thân chưa nhé Cái dòng lan này thì đẹp thơm Nói chung là với những bông hoa ba màu sắc Trên một cần hoa rất là sắc nét một cái chậu lan của em như vậy nó sẽ rơi vào 7 8 cái thân hoa. Có thể có những cái cây đã bắt đầu là nứt nụ có những giả hành thì chưa nhưng mà cô chú anh chị hãy kiên nhẫn cho em. Với những cái thân như thế này thì cô chú anh chị yên tâm rằng chơi hoa trọn vẹn luôn cô chú anh chị ạ. vận chuyển đóng gói không có ảnh hưởng đến cái nụ luôn bởi vì nó chưa nhú ra này. Thì em đang để giá là 160 000 nghìn cho một giò thôi cô chú anh chị nhé 160 000 nghìn cho một giò thôi ạ. Và sang bên này cũng là dòng đen đen đô dòng đen đô này thân nào thân đấy căng ngập nú luôn như thế này đấy ạ chậu rơi vào ít nhất là năm thân hoa nhìn thân thôi cô chú anh chị cũng thấy đủ mê cái mặt hoa này thì cái chậu đen đô này sẽ là mặt hoa sổ số, số. À, cái hàng này thì em không biết mặt hoa nhé cô chú anh chị nhé nhìn thân thôi cũng đủ thấy là nó khỏe và lực như thế nào rồi thì một chậu rơi ít nhất là năm thân hoa như thế này em đang để giá có 100 nghìn thôi cô chú anh chị ạ một trăm nghìn thôi nhé cô chú anh chị nhé đấy cô chú anh chị nhìn này đó, các thân rất là khỏe, chậu nào cũng như chậu nào. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm rồng đỏ. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái nụ của trầm rồng đỏ đi ạ. Đẹp mê luôn, riêng dòng trầm rồng đỏ thì nó sẽ sai bông từ gốc đến ngọn luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Và trầm rồng đỏ với những cái thân như thế này thì những anh chị nào mà ở trong Nam thì em nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ nở hoa chuẩn vào Tết nhé em nói như vậy thì em nghĩ rằng là nhiều nhiều người nói rằng là với cái nụ chưa nhú như thế này thậm chí là nụ chưa nhú thì làm sao mà có thể khẳng định được à, tại vì là em em cảm thấy là chắc chắn là sẽ nở hoa tết bởi vì có những anh chị mà trước đây lấy cái hàng một dạo trước đây thôi là lấy cái chớp mỹ của em cũng chưa có nhú nụ à, có những cây chỉ có bắt đầu nhú nụ một chút thôi nhưng mà hiện tại thì đã nở hoa rồi tức là đi khoảng tầm 20 ngày thôi là bây giờ đã nở hoa rồi cô chú anh chị đó thì cái thời tiết nó cái vùng miền nó khác nhau Ở trong miền nam cô chú anh chị nó rất là ấm nên là cái hoa này nó sẽ nở cực kỳ là sớm luôn nó trầm rồng đỏ cô chú anh chị ạ và một cái chậu trầm rồng đỏ như thế này này rơi vào ít nhất là từ 3 cho đến 5 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhé chắc chắn khi mà nó nở hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu nên này với giá chỉ có một trăm nghìn thôi cô chú anh chị ạ 100.000 cho một cái chậu trầm rồng đỏ như vậy thôi à, Nói chung là mình thưởng thức hoa tết hay là hoa xuân Thì uh, những cái cây trầm rồng đỏ này cũng đều thực sự rất là tuyệt vời Một cái sắc hoa đỏ rực rỡ uh, vào những ngày đầu xuân cũng là một cái điều tuyệt vời đúng không ạ 100.000 cho một cái giò lan trầm rồng đỏ này thôi nhé Và bên này đây sẽ là những cái giò lan thanh đạm sữa này Cô chú anh chị này Những cái dậu lan thanh đạm sữa mà hiện tại là có những cây đã nhú nụ uh, sai chi chít luôn ạ à. Một cái chậu lan thanh đạm sữa như vậy em xin phép được bán có 100.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ 100.000 thôi cô chú anh chị nhá Cây rất là khỏe và sai bông tự nhiên với những chùm hoa màu trắng sữa rủ dài Còn bên này đây thì sẽ là những cái chậu lan thanh đạm Indo Một cái dòng lan mà em nghĩ rằng là uh, Với nhiều cô chú anh chị nó là một uh, việc sở hữu một cái giò thanh đạm Indo như vậy Coi như một chân ái bởi vì hoa của nó vô cùng thơm đúng không ạ Và một cái chậu thanh đạm Indo như vậy trước em bán 200 thì thời điểm bây giờ em để giá là 150.000 150.000 cho một cái chậu thanh đạm Indo này Sang bên này đây ạ à, Cô chú anh chị cùng em ngắm những cái chậu lan hạc đỉnh Những cái chậu lan hạc đỉnh cô chú anh chị Chậu rơi vào ít nhất là 5 cái vòi bông cho mỗi một chậu lan như vậy nhá Cực kỳ là khủng luôn Nụ chi chít và đẹp tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị Đó và riêng dòng hạc đỉnh này thì một cái chậu lan đẹp như vậy Em đang bán với giá chỉ có 280.000 cho một giò thôi Thực sự là cái giá này thì một cái giò lan đẹp như thế này thì uh, à nó như là một cái món quà tặng đóng hàng thì uh, gần như là không có lãi luôn bởi vì cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường một cái chậu hạc đỉnh như vậy không nơi đâu người ta bán dưới 350 000 đâu ạ bên em đang để giá là 280 000 đảm bảo nụ khỏe à, cây to mập đẹp như thế này Cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hạc đỉnh đi ạ Bông hoa rất là to và siêu bền hoa nhé cô chú anh chị nhé Và riêng dòng hạc đỉnh này cô chú anh chị chỉ không phải chỉ chơi hoa một năm đâu ạ đó và rất là thơm nữa Đáng sưu tầm với một cái giò lan hạc đỉnh của em như vậy Thì chắc chắn cô chú anh chị có một cái tác phẩm như thế này Đẹp tuyệt vời như thế này à, Để mà trưng trong những ngày Tết luôn cô chú anh chị nhé Đó với giá tiền chỉ 280.000 thôi ạ Bên này đây sẽ là những cái chậu lan năm cánh trắng phú thọ nhé Chiều dài của mỗi một chậu 5 cánh trắng phú thọ này Rơi từ 60, 70 cho đến 80 cm đấy cô chú anh chị và một cái chậu năm cánh trắng phú thọ hàng chuẩn ươm kia em bán với giá chỉ có 80.000 cho một chậu thôi. Uh, và cô chú anh chị biết rằng là riêng cái dòng phú thọ này ngay cả những người không chơi lan cũng biết đến cái vẻ đẹp của nó đúng ạ à, trước đây mỗi một sen là vài triệu đồng còn bây giờ một cái giò lan đẹp như thế này để cô chú anh chị mình có một cái giò tác phẩm tuyệt vời để thưởng thức hoa xuân với giá chỉ có 80.000 thôi ạ cô chú anh chị mình có thể lấy giúp em ba chậu đi cô chú anh chị nhé ba chậu đi ghép lại là ba thân hoa chắc chắn cô chú anh chị có một cái giò tác phẩm đẹp ngắm đã mắt ở mùa xuân với cái vẻ đẹp của dòng năm cánh trắng phú thọ riêng cái dòng phú thọ này thì cô chú anh chị mình yên tâm cho em rằng sai bông tự nhiên và cây phát triển cực kỳ là khỏe mà cô chú anh chị không cần phải kích hoa đâu ạ đó dòng phú thọ nhé chuẩn nhé cô chú anh chị nhé chuẩn hàng ươm ki và nhân giống nhé với giá tiền chỉ có 80 mươi trong một chậu sang bên này đây ạ dập trời là những cái chậu lan rất là tuyệt vời hôm nay em về hai cái mã bông điện lan sato nhé đây là cái mã bông địa lan sa tô màu vàng chanh ạ. À. Cô chú anh chị nhìn cho em. Cái bông hoa địa lan sa tô màu vàng chanh cực kỳ là sáng và đẹp luôn. Và nụ thì phải nói siêu uy tín. Năm nay nụ nào nụ đấy nhìn mẩy đẹp như thế này. Cô chú anh chị mà đã chơi lan thì biết rồi. Chơi sa tô một năm là cô chú anh chị biết rồi. Cái độ bền của nó là hơn 2 tháng đi cô chú anh chị nhá. Hơn 2 tháng nên là cô chú anh chị chơi hết Tết luôn. À, hết Tết luôn vẫn chưa tàn. Hết tháng riêng luôn vẫn chưa tàn. Cô chú anh chị lấy từ bây giờ. Và một cái chậu điện lan sa màu vàng chanh đẹp tuyệt vời như thế này ạ. Và giá của năm nay em đang bán. Trước đây là mỗi một cần hoa như vậy là 100 nghìn, hơn 100 nghìn. Còn hiện tại nhá, một chậu như thế này rơi vào 5-6 cái vòi bông. Chậu mà nó có 5 cần hoa, 5-6 cái vòi cần hoa trở lên, đẹp mộng mơ luôn. Với những cái chậu mà rơi vào 6 vòi bông, em xin phép được bán với giá là 380 nghìn nhá, cô chú ý chị nhá chậu 6, 6 vòi bông là 380 000 Còn chậu mà có 5 vòi bông, em xin phép được bán với giá là 360 000 Đó thì cô chú anh chị muốn lấy cái chậu như thế nào thì cứ báo em. À, có những cây thì bây giờ hiện tại đã nhú nụ đã bắt đầu bung lụa như thế này cô chú anh chị nhìn cho em, hoa rất là đẹp luôn. Nói chung là năm nay cây lan cái thời tiết nó rất là ủng hộ vận chuyển về nó cũng không có bị ảnh hưởng nụ nên là nhìn cái nụ nó quá đẹp. Riêng những cây như thế này cô chú anh chị không phải lo là nó thôi nụ nó bị làm sao mà cây rất là khỏe luôn đây cô chú anh chị này. Đấy, một cái chậu địa lan Sato. 5 6 cần hoa chỉ rơi có hơn 300 000 nghìn thôi cô chú anh chị, chị nhé Đó là cái dòng lan màu vàng chanh đấy ạ. Màu vàng chanh cực kỳ là sáng còn bên này đây sẽ là chậu màu vàng mít này. Màu vàng mít cũng rơi vào hai này, 4 này, 6. 6 7, 5 6 7 cái vòi hoa luôn ạ. Và riêng cái dòng vàng mít này này Cũng đang à, bắt đầu có những cái à, nụ sớm à, Đang bắt đầu là chuẩn bị bung lụa thôi cô chú anh chị Nhìn quá là mẩy đẹp luôn đúng không ạ Một cái chậu vàng mít rơi vào 2, 2, 4, 6, từ 6 cái vòi hoa trở lên đấy cô chú anh chị Có những chậu à, có từ 6 cái vòi hoa trở lên Và một cái chậu màu vàng mít như vậy em xin phép được bán với giá là 340.000 thôi cô chú anh chị nhé 340 000 cho một cái chậu điện lan tô màu vàng mít và màu vàng chanh thì cao hơn một chút xíu. Cô chú anh chị lấy chậu nào ngắm đã mắt luôn cô chú anh chị ạ. Nổi bật luôn, rực rỡ một cả một cái không gian gia đình luôn ạ à, với hơn số tiền hơn 300 000 đôi thôi. Và những cái cây này thì về cô chú anh chị có thể để uh, ra sân sang năm nó lại vẫn cứ trong hoa bình thường cô chú anh chị nhá. Quá là đẹp luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em. Chậu nào chậu đấy không có gì để mà nói luôn về cô chú anh chị có thể uốn nó ra đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Đổi sang một cái chậu khác nữa thì nói phải nói là xuất sắc luôn. À, hơn 300.000 trong một cái siêu phẩm như thế này cô chú anh chị nhá. Đẹp lộng lẫy luôn ạ. À. Màu vàng chanh, màu vàng mít. Bên này đây thì em còn có những cái chậu địa lan cọp đỏ này cô chú anh chị này. Cái dòng lan này thì với sắc hoa đỏ và phớt hồng. 10 người ngắm thì 10 người yêu luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Sắc đỏ và hơi phớt hồng nhá. Đây là bông hoa chuẩn bị bung lụa này. 10 người ngắm 10 người khen một cái chậu như vậy rơi vào ba cần hoa của chú anh chị ạ cây thì phải phải nói là vô cùng là khỏe và một cái chậu ba cần hoa như vậy em xin phép được bán với giá chỉ 180 thôi cô chú anh chị này trăm thôi cô chú anh chị nhé xinh đẹp lắm luôn đấy ạ sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cái chậu giả hao oai cái chậu giả hao oai này thì cô chú anh chị ở trong miền nam thì hàng này thì độ chuẩn hoa thì em nghĩ rằng là không phải bàn luôn nào, thân nào thân đấy căng mướt luôn đó, có những cái thân da nhú nụ và sưng mắt nụ đều tăm tắp luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp. Quá là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Quá là giá trị luôn nhá. Giả Hawaii chỉ cần một hai bông nở thôi là đủ thơm rồi. Và đây em đang có cái chậu Hawaii này này. Chậu Hawaii này rơi vào 2 4 6 thân, em bán chỉ có 130 000 thôi cô chú anh chị ạ. 130 000 thôi trong một cái chậu Hawaii đẹp như vậy. Và chậu tiếp theo là chậu số 33 nhá. Chậu này rơi vào khoảng 7 8 thân. Trong đó những mắt nụ đều tăm tắp Có những thân này sừng mắt nụ đây cô chú anh chị Nhìn đều chưa Ngắm rất là mê luôn Mắt nụ này Cái chậu này khoảng tầm cả chục thân ngắn dài Em để giá là 150.000 nhé Và chậu tiếp theo là chậu 34 Chậu 34 này em để giá luôn 130.000 ạ. Thân nào thân đấy căng mướt luôn Và chậu số 35 này 150.000 À đâu 130.000 luôn đi ạ 130.000 luôn Và chậu số 36 này cũng là 130.000 luôn cô chú anh chị đó, Rất là nhiều thân tơ đẹp như thế này 130.000 Và chậu số 37 ạ Chậu 37 này em xin phép được bán với giá là 140.000 nhé rơi vào hình như đâu là 2468 Thân hoa gì đó Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 36 Chậu số 30 à Chậu số 38 130 Chậu 39 cũng với rơi vào 130.000 có bốn thân căng mướt luôn. Chớp Mỹ này, em còn duy nhất hai chậu thôi cô chú anh chị ạ. Dạ, chớp Mỹ không phải chỉ cái vẻ đẹp cánh hoa tím chớp độc đáo tuyệt vời mà nhiều người chơi chớp Mỹ bởi vì nó siêu thơm ạ. À. Nhiều cô chú anh chị lấy về và đã nở hoa rồi và quay lại lấy tiếp bởi vì nó có thơm quá cô chú anh chị ạ. Đây cái chậu chớp Mỹ này đang có ba thân. À, một cái thân nó bị gập ở đây, em bán thanh lý xả luôn Nói chung bị gập này thì cô chú anh chị yên tâm là không có sao đâu nhá Nụ này, vẫn ra nụ chi chít luôn đây cô chú anh chị này sưng mắt nụ chi chít mà vẫn cho mầm gốc bình thường đấy ạ em bán cái chậu này với giá 80.000 luôn cái chậu tiếp theo là chậu số 40 chậu này 41 nhé 80.000 ba thân chậu 40 em cũng để giá luôn 80.000 có hai thân trong đó hai thân một thân dài đến cả hơn cả mét luôn cái thân này lỗi đầu ngọn một chút xíu nhưng mà cũng đang siêu nụ đây à, bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cái giò lan hoàng nhạn ạ như cây hoàng nhạn này cô chú anh chị lấy về và chờ đợi hoa sau mùa xuân đi ạ đây là những cái cây hoàn toàn là nhạn rừng nhá Cô chú chị nhìn là không khác gì là những cây nhạn 4N đúng không ạ Trong khi đó cô chú anh chị nhiều cô chú anh chị sở hữu những cái chậu nhạn 4N Một cây thôi cũng rơi vào tiền triệu mà mà trong khi đó những cây nhạn rừng nó đẹp như thế này Đẹp và không khác gì cái mặt bông của dòng nhạn 4N cả đâu ạ Bởi vì thực tế cây nhạn 4N nó cũng chính là từ cây nhạn rừng mà được nhà vườn bên Thái người ta nhân giống lên thôi Chứ không phải là một cái giống cao siêu hay là đột biến gì Đấy mà trong khi đó mình mua với cái giá siêu đắt đỏ đúng không ạ? Thì ở đây là những cái chậu nhạn rừng rất là đẹp như thế này cô chú anh chị có thể sưu tầm cho em. Cái chậu này hai cây này, em gọi là cái chậu số 9 nhá, chú anh chị nhá. Em bán với giá chỉ 110 000 thôi. Đó, cô chú anh chị thấy là riêng những cái cây nhạn bình thường người ta cắt ra, người ta bán thì cây cũng 6 70 000 rồi đúng không ạ? Còn đây là hàng của em là hàng thuần nhá. Với giá tiền chỉ có 60 000 trong à 110 000 trong cái chậu hai cây này. Chậu số 10 cũng là 100 Thôi chậu này em để giá cũng 110.000 đi và chậu tiếp theo là chậu số 11 cũng với giá 110.000, quá mê luôn ạ à. Chậu số 12 cũng với giá 110.000 này Cô chú anh chị cùng em ngắm, quá đẹp đúng không ạ à? Và chậu số 13 cũng với giá 110.000 Và chậu số 14 này cũng 2 cây, 110.000 Và chậu số 15 cũng 110.000 Chậu số 16 cũng 110.000 luôn ạ à. 17 cũng với giá 110 000 và chậu số 18 cũng với giá 110 000 và 19 cũng với giá 110 000 à, Cô chú anh chị cứ lựa chọn đi và bên này sẽ là những chậu châu Thái. Này em sẽ rẻ xả rẻ sập sàn luôn cho cô chú anh chị mình. Châu Thái ở đây thì đủ màu sắc luôn. với những cái màu sắc rất là đẹp. Đây cô chú anh chị của em ngắm những cái mặt bông của dòng châu Thái này. Rất là rực rỡ nhiều màu sắc như vậy. Cái chậu châu Thái này em gọi là chậu số 20 ạ. À, xả hàng thanh lý với số tiền 120 000 và mỗi một bên tán lá của nó dài hơn 30 cm luôn nhé. Chậu tiếp theo là chậu số 21, 100 000 luôn cô chú anh chị, hai cây, rẻ sập sàn luôn. Và chậu số 22 với giá em bán là 120 000 Và chậu số 23, 100 000 luôn. Chậu 24 cũng với giá tiền là 100.000 luôn Và một chậu bạch nhạn duy nhất thôi hoa màu trắng cho ai yêu thích ạ 150.000 cho chậu bạch nhạn này sang bên này đây sẽ là những chậu dáng hương đuôi cáo này dáng hương đuôi cáo của vùng cao bằng về treo để sau tết mình có những cái giò hoa xinh đẹp để thưởng thức đi 170.000 chậu số 27 đây 170.000 và chậu số 28 lá bản lá to đùng và dày cộp luôn cây mẹ con 180.000 và chậu số 29 này với giá em bán là 170 000 và bên này sẽ là cái chậu 30 là một cái chậu lan hài, cái chậu hài này là hiện tại đang có một bông này có vẻ là nở sớm nhé chứ còn những cái thân như thế này sau đến mùa hoa thì cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Cái giò này là giò hài vệ nữ là cái hình số 30 em bán là 100 000 và chậu số 31 cũng với giá 100 000 đang có một con voi bông. Duy nhất hai hình kiều dẹt để cô chú anh chị mình sưu tầm thưởng thức hoa Tết đi ạ hai hình kiều dệt riêng dòng kiều dệt thì được mệnh danh như là nữ hoàng của các dòng lan luôn dề kiều dệt hình số 7 nguyên một dề luôn cô chú anh chị nhé thân cứng cáp cô chú anh chị đừng quan tâm đến cái lá này làm gì riêng lá kiều dệt thì nó rất là mỏng vận chuyển về nó rất là dễ bị hỏng à, quan tâm cái thân này này thì mùa này bây giờ là đang chuẩn bị mùa mầm gốc mới cô chú anh chị yên tâm là về sẽ cho nụ cho hoa và bắt đầu lên mầm mới nhé dề này bán 230.000 ba là cái hình số 7 đấy ạ à, và hình số 8 ạ. À. Chỗ này là nguyên hai dề. Thân nào thân đấy căng mập luôn. Em bán với giá là 250 000 cho cái hình này. Nói chung là với những cái thân kiểu dẹt nó mập như thế này thì khi mà mình trồng cây sẽ rất là khỏe nhá các chính chị nhá. này đây thì em đang có những cái chậu lan mạc xuân ạ. À. Một cái dòng lan mà với những cái vòi hoa trang nhã, xinh đẹp và thuần khiết ạ. À. Hiện tại cây mạc xuân này đang nụ cái chậu địa lan mạc xuân hoa cũng nở vào thời điểm Tết và nó đang nụ này cô chú anh chị này. Và đây ạ, à, có một cái vòi nụ này đang vươn rất là cao rồi đây. Rất là bền hoa luôn. Cái chậu địa lan mạc xuân này em bán gọi là chậu số 1 100.000đ, chậu số 2 nói chung là chậu nào cũng đang nụ 100 000 và chậu số 3 cũng là 100 000 luôn nhé Bên này đây sẽ là những cái túi lạp sườn này cô chú anh chị này. À, cái này là tự tay gia đình em làm. Và hun bằng bã của cây mía nên là cây sẽ đặc biệt là thơm ngon nhé Chọn từ những cái miếng thịt lợn làng thơm và ngon nhất Đấy ạ một cái túi lạp sườn như vậy em đang đóng gói là nửa kg Và em xin phép được bán một túi như vậy với giá là 130 nghìn Và riêng một túi như thế này cả gia đình cô chú anh chị ăn một ngày không hết luôn nhé Một túi là 130 nghìn và cô chú anh chị lấy cả một kg Nó sẽ là hai túi đấy ạ Em bán với giá là 250 nghìn cho uh, hai túi uh, và là một kg Còn bên này đây chỉ là cái món măng mầm này cái hôm nay về cái măng mầm phải nói là cực kỳ là uy tín và chất lượng luôn. Khô rang cô chú anh chị nhá. À, không hề chất bảo quản luôn. Đây là cái măng mầm của vùng Bảo Lạc ạ. Và một cái túi măng mầm như thế này em xin phép được bán với giá là 200 000 cho 1 kg. Cực kỳ là khô và đẹp luôn. Và bên này là nấm hương đây. Nấm hương này. Nhìn những cái chân nấm này cô chú anh chị biết là cái độ uy tín là độ ngon của nó như nào rồi ạ Một cái túi nấm hương đẹp như thế này em bán với giá là 280.000 cho một túi nhé Đóng gói là nửa kg Đây là đặc sản vùng miền bản lạc đấy ạ Và ở đây ạ Ở đây cô chú anh chị cùng em xem đó là cái món miến rong Miến rong này là miến rong thái tay nhé cô chú anh chị nhé Làm hoàn toàn từ những củ rong giềng nguyên chất ạ Và thái tay à, Cô chú anh chị nào mà À, nếu mà cô chú anh chị à, chưa được ăn thì cứ thử một lần đi ạ Chắc chắn rằng có một lần rồi sẽ có lần thứ hai đó, cực kỳ là mê luôn với những sợi miến rong thái tay trong vắt à, Hoàn toàn từ cái củ rong riêng nguyên chất này Một túi như vậy em đang để giá có à, 100 À đâu, có 90.000 cho một túi 1kg một thôi cô chú chị nhé và hiện tại thì cái riêng cái dòng miến rong là bây giờ nó đã lên rất là nhiều rồi giá cận kề Tết cực kỳ là lên rồi. Tuy nhiên em vẫn giữ giá cho cô chú anh chị 90.000 trong một túi miến rong 1 kg. Và chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng ạ. Cái chè mà được trồng ở vùng núi Kha Đén Cô chú anh chị nhá. Với độ cao trên 1.000 m2 và quanh năm sương mù bao phủ nên là tạo ra một cái hương vị rất là đặc biệt cho cái chè ô long của vùng à, của vùng 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 phe đén nguyên bình cao bằng đấy ạ và một túi chè ô long như vậy em đóng gói là nửa kg và em bán là 170.000 bảy cho một túi nửa kg này nhé trồng ở vùng núi phe đén đấy ạ trong bên này sẽ là những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan Vỏ thông em có đủ size luôn ạ 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụ đồng giá 20.000 cho kg Rêu rừng 50.000 cho 1 kg Và Autodic 12.000 cho một gói Và Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ 5.000 trong cặp và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen là 50.000 ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 Và Uh, Kim Kim Moon đặc trị thối nhũn 25 000 một gói. Chi cho để ma phân bón vi sinh kháng nấm 15 000 một túi và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối phân châu đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong một trên hai tháng sản phẩm 35 000 trong một túi á. Đặc biệt bên em có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng cao bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng cao bằng có dạng treo dạng lan dạng nhỏ giọt. Lọ như vậy em bán giá là 35 000 cho 40 000 cho một lọ nhé. Uh, cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi tự nhiên thì người ta có thể cho vào món ăn tạo hương vị tạo độ ngọt và cực kỳ tốt đối với sức khỏe đúng không ạ? Và riêng từ những cái cánh hoa hồi như Vậy bên em đã chiết xuất ra những giọt tinh dầu hồi này, chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị như rất là nhiều những công dụng dược liệu tuyệt vời luôn. À, giảm đau hiệu quả, không gây nóng rát và đặc biệt là cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn ạ. Giờ em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những cái mặt hàng hôm nay ạ, bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.